để nói chương trình này thành danh chương trình đến quý vị ca khúc phút đầu tiên, xin quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn anh Thanh Vinh với ca khúc Phúc
đầu tiên rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời chú Toàn và tiếp tới chú Tư Lo chuẩn bị nhé.